đã quay lại với kênh Lọ Mọ. Lâu lắm rồi mình cũng có nhiều việc, cũng chưa làm được cái video nào để phục vụ các bạn. Hôm nay tiện thể có một cái bạn ở trên mạng, bạn ấy nhờ mình sửa một cái máy. Đây là cái bàn là mini của Nhật, chạy điện 110 và cũng cắm nhầm điện 220. Và bạn ấy nhờ mình sửa. Hôm nay mình sẽ làm cái video dẫn các bạn cách để sửa nó luôn. Thì đây là cái bàn là mini của Nhật. Đây là hàng xuất Nhật, sản xuất ở Trung Quốc nhưng mà xuất Nhật, made in China này. Chạy điện 100V, công suất của nó là 950W. Đây, con này nó có cả hơi nước luôn nhé, mini thôi nhưng mà trông rất là chất. Cắm nhầm điện, mình nghĩ là cái cơ chế bảo vệ điện của nó cũng giống các cái thiết bị điện nội địa khác thôi. Rồi bây giờ mình sẽ mở nó ra nhé, có bốn con ốc này, mở bốn con ốc ra. Đây là bên trong cái bàn là cái bình chữ nước của nó này, cái tí tẹo tẹo, mình chắc chỉ cần thế là đủ. Đây là bàn là mini. Cái phần bo mạch của nó thì nó lại nằm ở trên này. Con này lần đầu tiên mình tháo ra. Đây có một cái rắc để dẫn lên các cái đèn báo trên này. Này không gian nó bé quá, chắc chắn là không độ được cái kiểu mà mình độ cái sò vào trong rồi, tại vì không gian nó bé quá. Đây, cái mạch chính của nó đây. Xem cái mạch này, mình sẽ kiểm tra các linh kiện xem có linh kiện nào nổ. Đây, các bạn thấy là có cái con này nó bị nổ e xì, cháy e xui. Con này chắc chắn là con chống xét rồi. Xét này nổ là chắc chắn rồi. Cắm điện nhầm bao giờ nó cũng sẽ nổ với con chống xét này. Con chống xét này có chức năng để nó bảo vệ cái mạch chống quá dòng, cháy đen thui, nổ. Ngoài ra nó còn một cái cầu chì nữa. Đây nó sẽ có một cái cầu chì đây các bạn này. Cầu chì đây. Đấy, 2A 250V. Bây giờ mình sẽ đo cái cầu chì trước, chắc chắn là cái cầu chì nó sẽ nổ. Cái con chống xét kia nổ thì cầu chì nó sẽ nổ. Bạn dùng đồng hồ đo để chế độ đo thông mạch nhé. Như lần trước thôi, chậm 2 kim mà nó sẽ kêu. Và mình sẽ đo hai chân của cái cầu chì này. Mình thấy nó cũng nứt, chắc chắn là nó nổ. Đây, hai chân của cầu chì đây. Đấy, không kêu, cầu chì đứt. Cầu chì này là 2A 250V. Và cái con chống xét này cũng nổ rồi. Bây giờ mình sẽ dùng cái mỏ hàn để nhả cái các cái linh kiện chết này ra và thay thế nó. Thay thế nó xong rồi chắc mình chắc chắn là nó sẽ chạy thôi.
Đây các bạn này. Đây là con trục xét này. Đổ vỡ hết rồi. Tiếp theo thì mình sẽ tháo cái con cầu chì này ra. Chỗ này hơi khó tháo, mình sẽ tháo bớt cái dây này ra trước. Đây cái cầu chì này các bạn. Khỏe nó cũng nứt ra rồi. Mình đo lại, mình đo lại cho các bạn xem nhé. Đo hai chân cầu chì. Bình thường cầu chì sống thì nó hai chân nó hơi kêu. Đây nó không kêu, nó nổ rồi, đứt bên trong. Rồi. Đây, hai cái linh kiện hỏng đây. Nó chỉ hỏng hai cái này thôi. Đây, nhà mình cũng có sẵn cái con trống sét này. Con trống sét này điện 120V. Quá 120V nó sẽ nổ tiếp. Và một cái con cầu chì. Cầu chì này 3A. Mình chỉ có mỗi cái 3A thôi. Kia của nó 2A. Lắp vào không sao đâu. Mạch con này nó hơi nhỏ một chút, thao tác nó hơi khó. Rồi hàn xong cầu chì, mình đo lại hai cái điểm này, nó sẽ kêu. Đấy các bạn thấy không? Tiếp theo mình sẽ lắp con trống sét này. Công việc là mình đã lặp lại rồi. Cũng rất là dễ đối với mình. Xong rồi các bạn. Rồi bây giờ thì lắp vào thôi. Qua việc này thì mình biết được nhiều các cái thiết bị, tháo lắp nhiều các thiết bị. Cơ chế của nó, bảo vệ mạch của nó thì như nhau thôi. Con này dây dợ của nó hơi kích, lắp thì nó hơi khó một chút. Không gian nó chật hẹp. Đây là cái đầu vòi đổ nước. Các bạn chú ý các cái dây này không, nó mình lắp cái nắp vào nó sẽ kẹt, dẫn đến là nó bị mu vèn dây. Lắp đúng khe của nó. Bé quá là tháo lắp nó khó. Rồi bây giờ mình sẽ thử nhé. Bây giờ mình sẽ cắm thử nó xem nó có chạy không. Cái cục đổi nguồn 110 của mình để trong này, mình giấu ở trong cái hộp này và mình chế ra cái công tắc này.
tắt cho điện 100. Các thiết bị cắm cố định vào chỉ bật công tắc thôi, nó hạn chế cái khả năng cắm nhầm điện 220. Đấy, giờ mình bật lên. Đây chắc là on này. Đấy, các bạn thấy đèn nó sáng không? Ok rồi. Chắc chắn là nó chạy thôi. Hay hai cái linh kiện này không? Nóng lắm à? Phải rất nhanh. Như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn cách sửa cái bà là của đường điện Nhật chạy điện 100 cắm nhầm điện 220. Nó cũng giống như các cái thiết bị nội điện khác mà cắm nhầm điện mà các cái video trước mình đã hướng dẫn. Cơ chế nó như nhau hết, nó bị nổ một con tụ chống sét và cầu chì. Hai linh kiện đấy thì mình mua ngoài cái chỗ linh kiện điện tử, nó rẻ lắm, mới nhìn cái linh kiện này thôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn thấy video hay thì hãy like và chia sẻ giúp mình nhé. Cảm ơn các bạn, xin chào và hẹn gặp lại.